Shop hàng Nhật Nội Địa xin kính chào các bác. Ngày hôm nay cũng đã sắp Tết rồi, em lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy robot hút bụi tự động của hãng iRobot Roomba. iRobot Roomba các bác nhé, một hãng hút bụi tự động, sản xuất máy hút bụi tự động nổi tiếng hàng đầu của Mỹ. Bán tràn lan tất cả thị trường trên thế giới. Gần như đi đâu cũng gặp cái thương hiệu này. Nó quá nổi tiếng các bạn ạ. Và thương hiệu hút bụi rất nổi tiếng luôn. Con máy này thì làm có mã là iRobot Roomba 890. Rất là nặng, đường kính rất là to. Đấy, hơn gần 40 phân. iRobot Roomba 890 các bạn nhé. Đây, mã 890 này. Đây, hàng của thương hiệu Mỹ nha. Hai con lăn này, chổi quay này. Bánh xe này, hộp rác này à, còn rất là đẹp. Còn đầy đủ cả hộp em để kia nhé. Hộp ở góc kia. Trong hộp thì phụ kiện nó sẽ đi kèm là một cái đốc sạc các bạn này. Một đốc sạc này nhé. Một tường ảo để ngăn chặn máy đến những cái nơi mình không mong muốn. Nó đi kèm theo một lọc rác. Lọc rác kèm theo một lọc rác và một chổi sơ cua nhé. Đi kèm theo một lọc răng này. Đây đã thay mới rồi, đi sẽ đi kèm một cái nữa. Và một chổi sơ cua. Chung cái đồ này rất sẵn đồ. Đấy, mua rồi đồ rất sẵn các bác nhé. Con này thì tính năng nó rất là hay luôn. Đầy đủ tính năng, các cảm biến. Cảm biến chống rơi cầu thang. Cảm biến dò tìm chuyển động. Đấy. Cảm biến vẽ bản đồ. Kết nối điện thoại thông minh. Kết nối điện thoại các bác nhé. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì em... không biết kết nối, các bạn lại yêu công nghệ các bác về mày mò. Đấy các bác nhìn em chạy trên cái bàn này không thể nào rơi được. Đấy, chạy trên thảm thoải mái nhé, hút trên thảm thoải mái nhé. Hàng ngày các bác đi làm về rất là mệt mỏi rồi, sắm con này thì chỉ việc bấm nút và ngồi nó nhìn nó chạy thôi, rất là hay luôn. Hết pin thì tự động nó sẽ quay về nó sạc. Đúng là công nghệ bây giờ quá hiện đại luôn. Tự động có cảm biến dò tìm bụi bẩn, phát hiện bụi bẩn. Chung là hút rất là sạch. Đây em ấn chế độ ngôi nhà này. Này các bạn ấn chế độ ngôi nhà này nhá, thì là nó sẽ tự động nó quay về nó sạc. Đấy là mình khi mình cần nó sạc thì mình ấn vào đấy thì nó tự động nó quay về. Phải nói con người bây giờ quá thông minh, hiện đại. Đây các bạn nhìn nó đang đi về là sạc. Đấy thấy chưa. Cái sạc này thì các bác cứ cắm suốt ngày cho em. Đấy, cắm suốt ngày nhá, hết pin thì tự động nó về nó sạc kể mình đang chạy. Lưu ý nhà có trẻ nhỏ đừng để các cháu bê rồi rơi vỡ, không chứ có bác khách hàng bê cháu nhỏ nghịch sơi vỡ tan tành ném. Đấy. Con này em bán giá là 5,8 triệu các bác nhé, giá 5,8 triệu. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ với em, ship hàng toàn quốc. À, xin chào các bác.